Xin kính chào quý vị. Sau đây là phần bình luận với tựa đề Nước Anh toàn cầu. Bài viết do Trang Nguyễn biên soạn, Quang Trương trình bày. Thưa quý vị, vào giữa tháng 3, thì chính phủ của nước Anh đã công bố một bản đánh giá tổng hợp về vấn đề an ninh, quốc phòng, phát triển và chính sách đối ngoại với tiêu đề Vương quốc Anh toàn cầu trong kỷ nguyên cạnh tranh. Sự kiện này được tiếp nối một tuần sau đó bởi một cuộc đánh giá quốc phòng toàn diện hơn. Hai tài liệu được đại diện cho các sản phẩm cuối cùng của dự án do chính phủ tiến hành 5 năm một lần là sự kiện kết hợp nghiên cứu và đánh giá các mối đe dọa với một số thông báo chính sách mới được đưa vào. Các tiêu đề xung quanh báo cáo mới nhất này đã tập trung vào các thông cáo rằng Vương quốc Anh sẽ tăng quy mô kho dự trữ nguyên tử và giảm quy mô quân đội của mình. Tuy nhiên, mối quan tâm thực sự nằm ở nỗ lực rộng lớn hơn của Anh thời hậu Brexit để trở thành một cường quốc trong thế giới hiện đại. Thách thức lớn nhất đối với lại chính phủ của Thủ tướng Boris Johnson là phải đưa ra được cách mà Vương quốc Anh dự định là phát triển vai trò quốc tế của mình khi mà nước này đã rời Liên minh Âu Châu. Vào năm 2020, đã qua đi coi như là một giai đoạn chuyển tiếp trong khi mà hai bên đàm phán các điều khoản của mối quan hệ lâu dài hậu Brexit. Thỏa thuận đó đã đạt được vào cuối năm, và thực sự là vào phút cuối cùng. Điều này đã giúp tránh sự hỗn loạn nhưng vẫn dẫn đến nhiều mâu thuẫn bởi vì các quy định mới và yêu cầu thủ tục giấy tờ phức tạp đã gây ra một sự gián đoạn lớn trong thương mại của Anh với lại EU. Nó cũng làm phức tạp vị trí của Bắc Ái Nhĩ Lan, đặc biệt là liên quan đến biên giới trên bộ đối với lại Ái Nhĩ Lan. Mà theo thỏa thuận thứ 6 tuần thánh của năm 1998 thì biên giới hai bên được cho là phải mở. Nghị định của Bắc Ái Nhĩ Lan đã cố gắng giải quyết tình thế khó xử này bằng cách xác định biên giới hải quan mới giữa Anh và Bắc Ái Nhĩ Lan, song là dẫn đến các thỏa thuận thương mại gây tranh cãi. Bất chấp nhận thức rộng rãi cho rằng Brexit là một dấu hiệu của chủ nghĩa dân tộc, chính phủ Anh vẫn khẳng định rằng điều đó không đúng và hứa rằng sau khi mà rời EU thì Vương quốc Anh sẽ không có tập trung hướng vào ở bên trong mà sẽ hướng ra ngoài còn lại của thế giới. Và nơi giờ đây thì họ có thể đàm phán các thỏa thuận thương mại của riêng mình dưới mục tiêu là nước Anh toàn cầu. Mặc dù chưa tới mức tự gọi mình là nước Anh là trên hết, nhưng nó vẫn bị nhiều người chế giễu như là một khẩu hiệu trống rỗng. Một lý do đặc biệt khiến cho bản phác thảo của Anh thay đổi là sự xuất hiện của chính quyền ông Biden ở tại Washington. Và đây là một trong những đối tượng chính của bản đánh giá hiện tại. Người ta tin rằng Tổng thống Joe Biden và chính quyền của ông đã cảnh giác với lại ông Johnson bởi vì những nỗ lực của Thủ tướng Anh nhằm để phát triển mối quan hệ thân thiết đối với lại ông Donald Trump và cũng vì cam kết cá nhân của ông Biden đối với lại thỏa thuận thứ 6 tốt lành. Mùa hè năm ngoái, sau khi kết luận rằng ông Biden có thể thắng cử Tổng thống Mỹ, thì nhóm của ông Johnson đã nghiên cứu những mức độ khác biệt của Tổng thống Biden với ông Trump về các vấn đề như là Iran và biến đổi khí hậu. Và đồng thời chỉ ra một sự giống nhau trong chính sách của London đối với lại Nga và Trung Cộng và của chính phủ của Biden. Và với mối quan hệ của Vương quốc Anh với EU hiện đang suy yếu, không thể tránh khỏi việc London sẽ chú trọng hơn nữa với mối quan hệ đặc biệt với Hoa Kỳ. Nhu cầu thể hiện một tầm nhìn ít châu Âu hơn cũng không tránh khỏi việc đánh giá chiến lược theo hướng nghiêng về phía khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Mặc dù về mặt quốc phòng thì bản đánh giá vẫn xác định NATO là quan trọng an ninh chính của Vương quốc Anh. Câu hỏi lớn nhất và hóc búa nhất đó là London phải làm gì với lại Trung Cộng? London chia sẻ mối quan ngại về sự ngột ngạt của nền dân chủ tại Hồng Kông, sự vi phạm nhân quyền và sự nhúng mũi vào Trung Cộng vào công việc nội bộ của các nền dân chủ phương Tây. Tuy nhiên, London biết rằng tầm quan trọng và ảnh hưởng kinh tế của Trung Cộng có nghĩa là Anh không thể bỏ qua hoặc là xa lánh nước này. Và do đó, lập trường được phát thảo trong bài đánh giá chính xác của London mang đậm một sắc thái thực dụng, nhưng với một giọng điệu cảnh giác hơn trước. Về điều này thì không có gì khác biệt so với lại cách tiếp cận và chính sách của Hoa Kỳ và EU đối với là Trung Cộng. Cái xu hướng không thể tránh khỏi là một thế giới của những thỏa hiệp, bởi vì nó đòi hỏi phải có một sự cân bằng giữa các quốc gia có hệ thống và lợi ích riêng biệt của họ. Một đối tượng quan trọng khác với Anh đó là Ấn Độ, được xác định là một đối tác tiềm năng lớn và quy mô nền kinh tế của nước này. Bởi vì lịch sử lâu dài của hai bên cũng như là vì Ấn Độ không tin tưởng vào Trung Cộng và địa vị của nó như là một nền dân chủ. Hiện tại thì thông tin về nhân quyền của tại Ấn Độ cũng đang được đặt câu hỏi.
Nhưng bất kỳ mối quan tâm nào về những vấn đề này sẽ bị bỏ qua bởi bản năng địa chính trị và lợi ích thương mại của Vương quốc Anh. Một lỗ hổng lớn trong chính sách đó là liên quan đến EU. Bạn đánh giá nhấn mạnh vào mọi cơ hội tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác và đồng minh đối với lại tham vọng của Vương quốc Anh. Vậy mà nó lại có rất ít để nói về những gì sẽ được thực hiện để mà sửa chữa mối quan hệ đã bị rạn nứt đối với lại EU, vốn vẫn bao gồm các nước láng giềng và đối tác thương mại thân thiết nhất của Vương quốc Anh. Mối quan tâm lớn khác là liệu các chính sách được vạch ra này có khiến cho đất nước sẵn sàng đối mặt với những sự kiện không lường trước được hay là không. Bài đánh giá này xét cho cùng được đưa ra trong thời đại dịch Covid-19, thì trong đó Vương quốc Anh đã phải chịu số người tử vong rất cao và chính phủ bị chỉ trích nặng nề vì những sai lầm trong phản ứng của mình. Tuy nhiên, vào thời điểm xuất bản bài đánh giá, thì chính phủ của Johnson đã được hưởng lợi từ việc triển khai tiêm chủng thành công đáng kể. Trong khi đó, thì sự chậm chạp của Liên minh châu Âu về việc phân phối và tiêm vaccine khiến cho lần đầu tiên Vương quốc Anh không có năng lực và chiến lược trong thời kỳ đại dịch. Điều đó thúc đẩy khả năng Brexit trở thành lợi ích ròng vào thời điểm mà các tác động kinh tế có thể đã làm suy yếu quốc gia này. Trên hết, đại dịch Covid-19 đặt ra những thách thức về khả năng phục hồi trong hoạch định chiến lược, và nó cũng đã minh họa cách tiếp cận mà Vương quốc Anh phải áp dụng hậu Brexit để đối phó với lại tất cả những khó khăn này một mình. Và Anh sẽ cần phải nhanh nhẹn và đầu tư nghiêm túc vào cả năng lực khoa học và công nghiệp. Các bạn đánh giá chiến lược trong quá khứ đã bị chỉ trích bởi vì những khoảng cách lớn giữa tham vọng và nguồn lực quốc gia. Song báo cáo lần này tuyên bố khác. Có điều khác thế nào thì chúng ta sẽ phải chờ đến thời gian sắp tới để trả lời. Thưa quý vị, vừa rồi là phần bình luận với tựa đề Nước Anh Toàn Cầu. Bài viết do Trang Nguyễn biên soạn, Quang Trường trình bày. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong phần bình luận lần tới. Xin kính chào.